Hôm nay tôi tới phiêu lưu tận của tôi. Đi ngang qua chợ, nghe thằng cha bán cá nói là có ông anh bạn tên là Thần Bài. Chính là ông đó. Lúc đó tôi giật nảy mình lên. Té ra thật tức cười. Ở trên thế gian này lại có người tự xưng là Thần Bài, tức là coi tôi không ra gì cả. Nè, tôi tên là Đỗ Khoái đây. Khi mà ông che phép đeo mắt kính, dịch tinh thể ẩn hình, tôi không làm được vậy đâu, bởi vì tôi ngó xuyên qua bài. Cái đó gọi là công năng đặc dị. Ở đây có tấm mắt, tôi chỉ cần chà nhẹ một cái, lập tức sẽ biến thành một tấm ếch nhăn nheo. Là bởi vì tôi chưa phát công. Khi mà tôi phát công thì biến thành con chim sẻ cũng được. Ông nghĩ tôi đang nói chuyện ba láp đó hả? Tôi nói ông mới là ba láp đó. Ngót cái gì? Nếu mà ông không phục thì kiếm tôi đi, chúng mình sẽ nghiên cứu với nhau. Dĩ nhiên nếu mà ông chịu bồi bổ cho tôi 1.200.000 thì chúng ta khỏi nghiên cứu cũng được. Ngót cái gì chứ? Muốn học nghề không trả tiền hả? Ghi số điện thoại Hồng Kông của tôi đi. 334-5678 334-5678. Sữa này đéo có đường. Chào các bạn, tôi là Thần Bài Montreal, đệ tử của Thần Bài Cơm Mentalevu, biệt hiệu là Thần Bài Cơm Bien Saku. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe channel của tôi. Nhớ là subscribe chứ đừng có dislike nha.